Cách đây vài năm, Tha Cô Trường Hải thường xuyên không giấu giếm ý định muốn mở rộng lĩnh vực hoạt động. Trong khi họ đã gần như đứng ở đỉnh trong ngành lắp ráp sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô, còn Đại Quang Minh với lĩnh vực bất động sản cũng khó có những bước tiến nhảy vọt, thì mở rộng mảng kinh doanh gần như là phương cách duy nhất để Tha Cô tiếp tục đà tăng trưởng như ý muốn. Tuy nhiên, mở ra một lĩnh vực trên ngành hàng mới không dễ như nói, đầu tiên là bởi ở các mảng ngon ăn như bán lẻ, viễn thông, y tế đều đã có những ông lớn chân giữ. Thứ hai là nếu ngành mới không liên quan gì đến những ngành truyền thống của Tha Cô như cơ khí, ô tô, bất động sản thì sẽ rất khó khăn để thực hiện. Do đó, dù có tâm, song chẳng ai thấy Tha Cô thực sự dục dịch chủ động đánh chiếm chiến trường mới, cho đến khi Hoàng Anh Gia Lai xuất hiện. Trong cuộc liên minh giữa Hoàng Anh Gia Lai, SAGL và Tha Cô được công bố vào tháng 8 năm 2018, nhiều người cho rằng Tha Cô đã cứu vớt Hoàng Anh Gia Lai giúp họ vượt qua được thời khó khăn, nhưng theo nhiều chuyên gia kinh tế, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã giúp Tha Cô mở hai cánh cửa mới, thuận lợi mở rộng lĩnh vực sản xuất qua nông nghiệp đồng thời tăng sự hiện diện của mình ở thị trường nước ngoài. Theo đó, trong đại hội cổ đông hôm 24 tháng 3, ngoài thông báo Tha Cô Trường Hải đổi tên thành Tha Cô Group, Chủ tịch Tha Cô Trần Bá Dương đã rất hào hứng giới thiệu với cổ đông về những chiến lược của tập đoàn Tha Cô trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tha Cô và SAGL ngày 8 tháng 8 năm 2018, Tha Cô đã thành lập công ty cổ phần sản xuất chế biến và phân phối nông nghiệp Đông Dương Tha đi với vốn điều lệ 2.100 tỷ đồng, trong đó Tha Cô sở hữu 70% cổ phần. Đông Dương Tha đi sẽ đầu tư vào nông nghiệp với các lĩnh vực gồm cây ăn trái, ngũ cốc, lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, chăn nuôi. Ngày 24 tháng 3 năm 2019, Tha Đi đã ký kết hợp tác chiến lược với công ty Hoàng Anh Gia Lai Nông nghiệp SNG để phát triển cây ăn trái tại Việt Nam, Lào, Campuchia và thu mua một phần sản lượng trái cây của SNG để xuất khẩu và chế biến. Tha Đi còn cung cấp vật tư nông nghiệp, dịch vụ xuất nhập khẩu và tổ chức vận chuyển cho SNG. Có thể xem, Tha Đi sẽ là người chăm lo đầu vào và đầu ra cho SNG. Bằng cách sử dụng triệt để những lợi thế mà họ đang có, một công ty sản xuất máy công cụ nông nghiệp, hệ thống logistics hùng mạnh tiêu biểu là việc được phép phát triển, khai thác cảng Chu Lai Tha Đi cũng sẽ phát triển nông trường tại Campuchia để trồng cây ăn trái, áp dụng cơ giới hóa, kỹ thuật và công nghệ phù hợp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn trái cây xuất khẩu cho thị trường cao cấp. Tha Đi sẽ sử dụng năng lượng tái tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và quản trị công nghiệp vào sản xuất nông nghiệp, kết hợp chăn nuôi gia súc và sản xuất phân bón hữu cơ theo chuỗi giá trị khép kín. Tha Cô còn đầu tư trung tâm nghiên cứu A và AM, đi về giống, vật tư nông nghiệp, công nghệ sinh học, hữu cơ và kỹ thuật canh tác, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến. Họ sẽ xây dựng các nông trường mẫu thực nghiệm sản xuất theo hướng công nghiệp cho các loại cây ăn trái và cây lâm nghiệp có giá trị cao. Song song đó, Tha Cô đã xây dựng nhà máy chế biến trái cây tại khu công nghiệp nông lâm nghiệp Chu Lai để sản xuất các loại trái cây sấy, trái cây cấp đông và cung cấp các nguyên liệu đầu vào là bột trái cây, nước trái cây cô đặc cho các nhà máy vệ tinh sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống. Ngoài ra, họ còn xuất khẩu trái cây tươi nhiệt đới cho các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông và châu Âu. Ngoài phát triển nông nghiệp ở thị trường Campuchia, Lào, Tha Cô còn phát triển bất động sản ở Myanmar, thông qua việc sở hữu 65% cổ phần công ty SAGL Lan trong năm 2018. Năm 2019, Tha Cô sẽ tăng tỷ lệ sở hữu để tiếp tục đầu tư xây dựng dự án phức hợp tại thành phố Danh On, Myanmar, là trung tâm thương mại kết hợp căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê. Mặt khác, trong giai đoạn 2019-2021, Tha Cô tiếp tục đầu tư phát triển các khu đô thị mới theo hướng chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn và có giá trị bền vững tại một số thành phố lớn. Đồng thời, đầu tư phát triển các dự án phức hợp bao gồm trung tâm thương mại kết hợp showroom ô tô, văn phòng cho thuê, khách sạn, căn hộ cao cấp. Bên cạnh đó, họ còn chú tâm phát triển lĩnh vực thương mại nhờ thế mạnh bất động sản, ví dụ như kết hợp showroom ô tô với các trung tâm thương mại theo mô hình, một điểm dừng nhiều dịch vụ, trong đó có showroom ô tô, siêu thị, khu ẩm thực, cửa hàng bán lẻ, cụm nhà hàng và trung tâm vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim, trung tâm hội nghị và sân vườn. Trong quý 4 năm 2019, họ sẽ chính thức đưa vào vận hành trung tâm thương mại tên Soka Asala ở khu đô thị Sa Lơ, quận 2, Linh Đan. Theo trí thức trẻ.